các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Trần Minh Phương Thảo. Và ngày hôm nay các bạn ạ, thì mình đang đi siêu thị Lotte của Hàn Quốc để mua đồ ăn vặt và một số thứ đồ linh tinh. Thì không biết là các bạn cũng có kiểu thích ăn vặt như mình không, nhưng mà ngày hôm nay thì mình sẽ đi và mình sẽ mua rất là nhiều đồ, sau đó thì mình sẽ review và giới thiệu cho các bạn xem. Mình thì mình đã dự định là làm cái video này từ khá là lâu rồi, bởi vì là có rất nhiều đồ ngon luôn ấy. Ở cái siêu thị Lotte này thì nó ở chỗ Lotte Center Liễu Giai ấy, nó khá là rộng và nó có rất là nhiều đồ ăn vặt, đặc biệt là đồ ăn vặt, mình rất là thích ăn đồ ăn vặt ở đây. Đấy, thì ngày hôm nay thì mình sẽ đi và mình sẽ chia sẻ cho các bạn những thứ đồ mà mình rất là thích ăn nhá. Ở đây thì rất là rộng và nó có đầy đủ hết tất cả các đồ, từ đồ ăn cho đến đồ nồi niêu xoong chảo, đương nhiên là có đầy đủ như một cái siêu thị bình thường ấy, nhưng mà có một điều đặc biệt đó là có đồ ăn vặt rất là ngon. Ok, thì ngày hôm nay các bạn hãy cùng với mình ăn hết cái Lotte Mart này nhá. Thôi ok, bây giờ thì mình sẽ đi show cho các bạn theo cái thứ tự và những cái mà mình thích nhất nhá. Đi vào đây thực sự là mỏi chân luôn. Đây là một quầy hàng mà mình rất là thích này. Ở đây có rất là nhiều những cái loại sô-cô-la. Các bạn có thể nhìn thấy đủ các thể loại sô-cô-la luôn. Cái này mình cũng hay ăn này. Đó, có mấy cái loại này này cực kỳ đáng yêu luôn. Này, cái sô-cô-la này đáng yêu cực kỳ luôn này. Mình nghĩ là kiểu các bạn nhỏ sẽ thích ấy. Sô-cô-la dạng đá, Choco Rock. Đây còn cái này kiểu hình quả trứng này. Cái này cũng rất là xinh. Ok thì mình sẽ lấy cái này và cái này đi. Cái tem, một cái nhá. Đây, xuất vào đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nào. Trời ơi, lạc vào đây thì kiểu mê dã man luôn. Sô-cô-la sữa này, dành cho những bạn nào mà không có ăn được đắng á. Thì cái này như là thành phần của nó sữa bột 36% này, đường 36%, hạt cacao 21%, bơ cacao 7%. Cái này mình chưa ăn bao giờ, thường thì sô-cô-la mình ăn của Maison Maru, nhưng mà hôm nay mình thử một cái này nhá. Đây, một rừng Kit Kat này cho các bạn đã thích ăn Kit Kat, có đầy đủ các vị luôn. Cái này là Kit Kat trà xanh này. Đây là Kit Kat cái dạng hạt đấy. Đây là Kit Kat dạng hạt nhá. Nên lấy một cái Kit Kat trà xanh này. Thôi mình sẽ lấy một cái này nhá. Mình cũng khá là thích ăn cái này nữa. Nhiều quá. À, trời ơi, thực sự là lạc vào đây chết luôn. Không biết các bạn có giống mình không, thì mình rất thích ăn những cái liên quan đến trà xanh ấy. Ôi rơi rồi. Ôi, cái này nhìn hộp đáng yêu đấy, 100 đô này. Cái này là gì đây? Thôi, không lấy nữa, lấy cái sô-cô-la mấy cái thể loại này nhiều quá rồi. Mình sẽ quay cho các bạn xem nhá, thực sự là vô vàn luôn. Ăn gọi là xả láng. Ờ, mình vừa phát hiện ra là cái này này, nó là của Việt Nam các bạn ạ, sô-cô-la của Việt Nam, và nó có rất là nhiều vị luôn. Đây là sô-cô-la đen này. Ngoài ra nó có cả vị matcha. À, đấy, kiểu có rất là nhiều vị. Rồi cái này còn có cả dừa thơm. Dừa thơm là dừa với dứa ấy hả? Đây này, ghi là pineapple coconut này. Có nghĩa là sô-cô-la mà có cả vị dừa với cả vị dứa. Mình thấy cái này cũng khá là hay, mình sẽ mua cái này về ăn thử. Trời ơi, nhiều quá, lấy nhiều thứ quá rồi. Thôi mình sẽ đi ra quầy hàng khác nhá. À, Haribo này. Dã man, trời ơi, đây chính là cái thứ mà mình rất là thích. Đây mình sẽ cho các bạn xem luôn. Thực ra là mình là một người rất là thích ăn các loại kẹo dẻo. Tất cả những loại kẹo nào mà mình thích ăn đều là kẹo dẻo hết. Mình thích ăn những loại kẹo mềm này, kẹo dẻo này. Chip chip Haribo thì là cái loại mà mình rất là thích ăn luôn. Ở đây có rất là nhiều vị. Bình thường ở những cái chỗ cửa hàng tạp hóa nhỏ nhỏ thì thường ấy thì nó chỉ có hai vị, đó là vị coca và vị kiểu hoa quả bình thường. Nhưng mà ở đây mình có rất là nhiều vị, nên mình sẽ quay cho các bạn xem. Trời ơi, có rất là nhiều vị luôn. Không biết là các bạn đang xem video của bạn nào là fan của Haribo, fan của Chip Chip không? Các bạn nhìn nè,
rất là nhiều vị và rất là nhiều kích cỡ từ to cho đến nhỏ. Happy Cola. Cái này thì thấy nhiều rồi này, cái loại này mình thấy khá là lạ này. Đó, loại này thì các cửa hàng tạp hóa mình không thấy. Ôi, còn có cả Haribo vị cherry nữa này. Cái này có giá là 24.600 đồng. Còn nếu mà cái gói mà to hơn này này, cái gói cỡ này nó to hơn thì nó có giá là 43.000 nhá. Còn gói to đùng này có giá là 67.000. À mà trong cái gói to thì nó còn chia ra thành nhiều những cái gói nhỏ ấy, nên là các bạn không sợ là kiểu ăn không hết xong rồi là nó để nó hỏng đâu. Mình chia thành gói nhỏ thì mình có thể ăn từng cái gói nhỏ một ấy. Mình nghĩ là mình sẽ mua thử hẳn cái gói to đùng này về ăn thử xem như nào. Mình chưa giờ mua một gói to như này, cảm giác sở hữu một gói to này rất là phê. Mình sẽ lấy gói to đùng này nhá. Đây, gói này có giá là 67.200 đồng, 67.200 đồng, ok. Từ nãy đến giờ thì mình cũng mua được khá là nhiều rồi ấy. Trời ơi, mình muốn mua nữa. Nhưng mà tốn tiền quá, tại vì thực ra là những cái đồ ăn ở đây thì nó mình thấy là giá nó cũng khá là mắc ấy, nó cũng không rẻ ấy. Bây giờ mình sẽ show cho các bạn một thứ mà mình cực kỳ thích ăn. Gọi là mình thích ăn nhất ở đây, mình thích ăn nhất trong số những loại đồ ăn luôn, đó chính là cái này nè. Đấy. Đây. Nó là ngũ cốc Nestle. Thực sự là ăn cái này cực kỳ ngon luôn mà mình kiểu rất là thích nó, nhưng mà ở đây cái này mình sẽ show cho các bạn xem nhá. Cái một cái này thôi nó đã có giá là 11.400 đồng rồi mà bé xíu ấy. Thì mình nghĩ là nó kiểu khá là đắt ấy, mà ăn một cái này kiểu cảm thấy không có gì luôn, mình phải ăn kiểu mấy cái luôn. Thôi hôm nay mình sẽ lấy 10 cái này nhá. Xem là ở đây nó còn có cái loại này mình cũng rất là thích ăn này. Choco chip. Đấy, cái này cũng rất là ngon. Cái này nó có nhiều vị lắm, cái này là vị nho này. Nó còn có cả vị hạt điều này. Rồi cái này là vị sô cô la này, nói chung là có nhiều vị lắm. Vị dừa, có cả vị dừa nữa này. Đây, cái này là vị dừa này. Thì nếu mà bạn nào mà thích ăn thì ở đây, nhưng mà ngày hôm nay thì mình lấy nhiều quá nên thôi mình sẽ không lấy cái này nữa, mình sẽ đi xem tiếp xem là mình sẽ mua thêm cái gì nữa nhá. Thật sự là ở đây có rất là nhiều đồ luôn và mình nghĩ là mình không thể nào mà show hết được cho các bạn ấy. Mình sẽ chỉ show cho các bạn những cái mà mình hay ăn thôi. Chứ còn thực sự là rất là nhiều thứ, nhiều đồ. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đi đến quầy snack Bim Bim nhá. Ở đây thì cũng có rất là nhiều loại luôn. Thì mình sẽ cho các bạn xem. Tên tần, chúng ta đã đến với quầy Bim Bim rồi. Trong khu này thì toàn là snack, có rất là nhiều loại. Thỏa sức mà chọn luôn. Đây, bây giờ mình sẽ show chi tiết cho các bạn xem là nó có những cái loại gì nhá. Đầu tiên thì chúng ta có các loại, các thể loại khoai tây ở đây. Rất là nhiều loại, rất là nhiều hãng khác nhau. Cái loại này là của Hàn Quốc này. Ôi, mình đang bị cúm. Các bạn thông cảm nha, cái loại này là loại của Hàn Quốc nha. Loại này thì ăn khá là ok, mình đã ăn loại này rất là nhiều lần rồi. Còn slice này thì chắc là nhiều bạn ăn cái này thì khá là thông dụng. Thế nhưng mà so giữa slice với cả lay thì mình thích ăn khoai tây của lay hơn, chứ mình không thích ăn khoai tây của slice và khoai tây của lay. Em ấy sẽ chọn loại gì bây giờ? Xem dưới này có lay không? Ôi, dưới này còn rất là nhiều loại luôn. Đây. Đấy, loại này cũng khá là ok, nhưng mà thực sự là mình thích ăn của lay nhất. Rồi mình sẽ tìm xem đây có của lay không nhá. Hình như là không có của lay. Xem còn có loại gì không. Đây rồi, lay. Yeah. Lay mà vị cay ấy, cái vị này là vị mà mình thích ăn nhất luôn. Mà hình như là hiện tại thì Juna của NSD còn đang quảng cáo cho lay ấy, nên là mọi người ăn lay để ủng hộ cho Juna nhá. Đây, mình sẽ lấy lay, mình thích ăn lay nhất mà. Có rất là nhiều các loại khoai tây và có cực kỳ nhiều vị, nhưng mà đối với mình thì mình thích ăn nhất là cái vị cay á. Ngoài ra thì nó có vị chi này, vị rong biển, vị BBQ. Ôi nhiều lắm. Nhưng mà mình sẽ lấy lay vị cay này để ủng hộ cho Juna. Ngoài ra thì nó cũng có một vài những cái loại khoai tây Bim Bim khác quen thuộc. Poka. Mà dạo này mình thấy Poka sẽ là lay, mình cũng không hiểu lắm, hình như hai cái này collab với nhau à? Hình như là Poka với lay nó collab với nhau hay sao, cái này thì mình cũng không rõ. Ở đây thì có rất là nhiều những cái loại vị của Poka này, ngoài ra thì còn có Swing Phantom. Bạn nào giờ chơi Liên Quân thì sẽ biết là Sài Gòn Phantom đã trở thành Swing Phantom. Đó. All-Star nữa này. Nói chung là có rất nhiều, có đầy đủ hết tất cả các loại và các vị và các thể loại luôn. À đúng rồi, ở đây chắc chắn là có nhiều bạn cũng thích này. Đây thì có đủ thể loại bento mực này, rồi các thể loại, nó không chỉ có cái loại này thì là cái loại mà các bạn rất là hay thấy rồi đúng không? Nhưng mà ở đây nó có nhiều loại lắm. Có cả cá bò nướng này. Rồi cái khô gà cay. Cái khô gà cay này là một cái loại mà mình cũng rất là thích ăn. Tại vì là kiểu các bạn sợ thực phẩm bẩn ấy, mình ăn cái này không hiểu sao mình cảm thấy nó khá là sạch và nó là gà thật.
Nên là mình hay ăn cái này. Không có chất bảo quản tốt cho sức khỏe. Nó ghi ở đây là không có chất bảo quản tốt cho sức khỏe thì mình biết thế. Mình cũng không biết nó có thật không, nhưng mà kiểu cảm giác nó cũng tin tưởng hơn đấy. Mình sẽ lấy thêm một gói khô gà cay này nhá. Rồi nó còn ở đây nó còn có cả cái bento mà cái dạng sợi ấy, nó là cái dạng sợi dài dài á. Thực sự là cái đồ ăn ở đây cực kỳ đa dạng đấy, mình đã bảo cực kỳ đa dạng rồi, các bạn tin mình chưa? Trời ơi, thế nhưng mà nghĩ là thôi mình mua thế thôi, mỗi loại mình sẽ mua một ít để ăn dần. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với hàng kem nhá. Mình nghĩ là có rất là nhiều bạn thích ăn kem, thì bây giờ chúng ta sẽ đến hàng kem. Kem thì ở bên dưới đây này. Mình thì mình là người thích ăn kem bình thường, mình cũng không thích ăn kem lắm đâu. Mình thích ăn bình thường tại vì là răng của mình nó khá là yếu, răng của mình nó rất hay bị buốt. Nên là mình ăn kem chậm lắm. Và mình ăn kem thì mình toàn phải kiểu liếm liếm mút mút chứ mình không có cắn cái kem ra được ấy. Nên là trông mình ăn kem rất là buồn cười. Vậy nên là mình rất là ít khi ăn kem và mình không thích ăn kem lắm. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình cũng sẽ đi xem là có những cái loại gì để show cho các bạn xem. Dạ. Ok, vừa rồi thì mình đã đi và show cho các bạn xem rồi nhá. Lúc nãy thì ở cái đoạn cuối ấy, thì cái bạn bảo vệ của nó với mình là không được camera nữa, nên là mình không thể quay hết cái đoạn cuối cho các bạn xem được. Hy vọng là các bạn sẽ thích video này. Và nếu các bạn thích video này thì hãy like, share và đăng ký kênh của mình để có thể ủng hộ cho mình nhá. Còn bây giờ xin chào.